Đây là xe lửa mà đại khái hồi xưa dùng khí hydrogen hả? Dùng, nhưng mà những cái này là nó hồi xưa là làm cái đường rồi, cái lịch sử của nó đây. Những cái hồ nước bây giờ ở khúc này hiện tại bây giờ tất cả đều đông đá hết. Này. Yeah, like that. Ben, look. Ben, nhìn back. Ben, look. Mày đứng thẳng lên. No, Ben. Mày đứng thẳng lên, mày đứng thẳng lên, kẹn ạ. No, no, Ben, nhìn back. Yeah. Mấy cái cây thông này, cái mùa này nó lạnh đó mày, nó không có thơm. Chứ mùa hè nóng lên thơm lắm nha. Hey, I put your shoe on.